Trong giai đoạn 2021-2024, tỉnh Long An đã thực hiện nhiều dự án bố trí ổn định dân cư, tập trung vào các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt là dùng biên giới. Qua đó góp phần sắp xếp bố trí nơi ở an toàn, ổn định lâu dài, có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ cho những hộ tự nguyện đến các vùng biên giới đất liền, hộ di cư tự do. Đến nay, tỉnh đã di dời 156 hộ dân đến các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và các trạm biên phòng, tạo điều kiện cho họ có cuộc sống ổn định hơn. Đặc biệt, dự án mở rộng cụm dân cư ấp Bình Châu B, quyền Vĩnh Hưng đã hoàn tất, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 250 hộ, với tổng kinh phí thực hiện là 39 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 10 tỷ và ngân sách tỉnh 29 tỷ. Để tiếp tục ổn định dân cư và phát triển vùng biên giới, mục tiêu giai đoạn 2024-2025, tỉnh sẽ di dời thêm 150 hộ dân đến các điểm dân cư liền kề các đồn biên phòng. Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân là 75 triệu đồng một hộ cho chi phí xây dựng nhà, cung cấp lương thực và nước sinh hoạt. Ngoài ra, tỉnh sẽ xem xét triển khai dự án mở rộng tuyến dân cư biên giới xã Mỹ Quý Tây, huyện Tuyết Quệ còn đang gian chở, nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường an sinh xã hội và đảm bảo an ninh biên giới.